Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Trương Vân Nam, đại diện kinh doanh đại lý xe ô tô Mercedes-Benz Hasako 46 Láng Hạ. Ai rồi cũng phải đi xe Đức. Nếu bạn và gia đình bạn đang quan tâm đến một mẫu xe mang thương hiệu lớn, an toàn, tiện nghi, nhiều option, thể thao, gầm cao, thì đây, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn mẫu xe GLC 300. Mẫu xe đang cạnh tranh trực tiếp với BMW X3, Audi Q5. Nhưng giá lại rất hợp lý và option cực nhiều. Đây, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chiếc xe GLC 300. Hãy cùng tôi đi đến cuối clip. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu về chiếc xe GLC 300 phiên bản mới này nhé. Đầu tiên, chiếc xe được trang bị gói ngoại thất thể thao AMG, thiết kế mới. Vì là thiết kế mới, các bạn có thể nhìn thấy ngay, đó là phần cản trước được thiết kế mới, khí động học hơn, đẹp hơn, thể thao hơn, với những hốc gió lớn, mặt ga lăng kim cương, logo 3D. Kèm theo đó là cụm đèn pha multi-beam với tầm chiếu xa nhất thế giới bây giờ, đó là 650m. Với cụm đèn pha này thì các bạn có thể yên tâm lái xe vào những cung đường vào buổi tối sẽ cực kỳ an toàn, bởi vì nó có hơn 10 tính năng dành cho đèn. Ngoài ra, xe được trang bị camera 360, cho nên ở đây chính là camera phía trước. Cùng với đó là 6 cảm biến đặt ở phía trước, giúp chúng ta an toàn hơn khi lái xe. Về phần nắp capo, với những đường gân dập nổi, nhìn chiếc xe cực kỳ khỏe khoắn. Cùng nhau sang bên phần hông xe. Vì xe được trang bị gói ngoại thất AMG thế hệ mới, cho nên la răng cũng được thay đổi. Đó là la răng 5 chấu kép thiết kế mới, với đường kính la răng là 19 inch. Và đây bạn có thể nhìn thấy là la răng hai màu rất là đẹp. Tiếp theo, ở bên hông xe chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng cụm gương chiếu hậu phía bên ngoài được trang bị camera trên gương, gương chống chói có chức năng sấy mặt gương. Cùng với đó, ở trên cửa là hệ thống chìa khóa thông minh Keyless Go. Chúng ta không cần phải sử dụng chìa khóa để đóng mở cửa, mà chỉ cần sử dụng những nút cảm ứng ở trên cánh cửa, ở trên tay nắm cửa. Rất thuận tiện, đặc biệt là những chị em phụ nữ chỉ cần để chìa khóa ở trong túi sách là mình cũng có thể mở hoặc đóng cửa. Chúng ta cùng tìm hiểu về phần đuôi xe. Đặc điểm lớn nhất có thể nhận thấy đó là body kit phía sau cũng được thay đổi. Tiếp theo đó là cụm đèn hậu phía sau được thiết kế mới, LED khối giúp người đi đường quan sát dễ hơn khi đi ở phía sau. Cùng với đó là khoang kính sau màu tối cũng được trang bị ngay trên xe. Camera phía sau, có nhiều người hỏi là thích camera phía sau ở đâu, thì tôi xin trả lời là camera của Mercedes khi nào sử dụng thì mới hạ xuống, đặc biệt ở phần phía sau, giúp cho camera lúc nào cũng sạch sẽ và đặc biệt là không bị mất trộm. Ở phía sau cũng được trang bị 6 cảm biến giúp chúng ta an toàn hơn khi lái xe. Tính năng tiện nghi nữa đó là cốp điện, chúng ta có thể thao tác rất dễ dàng bằng một nút ấn, và khi đóng cốp cũng sẽ sử dụng bằng nút ấn, rất dễ sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong khoang nội thất để tìm hiểu xem phiên bản GLC mới này bao gồm những gì nhé. Đây, các bạn có thể thấy chìa khóa thông minh như tôi vừa giới thiệu là như thế nào. Chúng ta chỉ cần cho tay vào đây, mở ra là được, không cần phải ấn gì cả. Điểm nhận biết đầu tiên ở trên chiếc GLC 300 thế hệ mới này
đó là phần cánh cửa. Phần cánh cửa các bạn có thể nhìn thấy đều được sử dụng bằng da, đường khâu rất tỉ mỉ, được ốp gỗ. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy xe có thể nhờ 3 vị trí với toàn bộ là những nút điều chỉnh ghế bằng điện, khóa cửa trung tâm, những nút chỉnh gương như những phiên bản trước đây, và đặc biệt là loa Boomaster, hệ thống loa âm thanh vòm 13 loa chứ danh của Mercedes. Xe cũng được trang bị đây là nút mở cốp và đóng cốp điện. Có rất nhiều cách mở cốp và đóng cốp, thì đây là một trong những cách mà chúng ta có thể chỉ có ngồi trong xe thôi và điều chỉnh, không cần phải chạy ra ngoài. Đó. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất ở phiên bản GLC 300 mới này đó là màn hình. Hai màn hình, một màn hình được thiết kế 12,3 inch và một màn hình được thiết kế 10,25 inch. Với màn hình cảm ứng rất dễ sử dụng và đặc biệt là toàn bộ bằng tiếng Việt hết rồi. Ngoài ra, vô lăng thiết kế mới với những nút cảm ứng trên vô lăng giúp ta dễ dàng sử dụng hơn khi lái xe. Ngoài ra, những nút ví dụ như cruise control hay limit speed đều được thiết kế rất dễ sử dụng, dễ sử dụng hơn rất nhiều so với những phiên bản trước đây. Cùng với đó là các cửa gió điều hòa được thiết kế rất tinh tế, điều hòa hai vùng độc lập. Chúng ta có thể chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp nhất. Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống sạc không dây. Đây các bạn có thể nhìn thấy sạc không dây rất tiện dụng, chúng ta chỉ cần để điện thoại vào và xe sẽ tự động sạc. Đây là cổng dữ liệu, bạn có thể kết nối Apple CarPlay hoặc Android Auto. Ngoài ra, xe được trang bị 5 chế độ lái. Có người nói đây là chiếc xe 5 trong 1 cũng đúng, bởi vì là xe được trang bị tận 5 chế độ lái cơ: Eco, Comfort, Sport, Sport Cộng và Individual. Thiết kế rất tinh tế với tất cả các nút bấm. Talkpad được thiết kế phong cách mới. Những nút ấn được thiết kế dễ dàng sử dụng hơn. Và tất cả đều được mạ chrome sáng bóng. Bệ tì tay cũng được khâu bằng da rất tỉ mỉ. Một điểm đặc biệt tôi muốn nhắc đến với quý vị đó là hệ thống camera 360. Hệ thống camera 360 siêu nét đến từ Mercedes-Benz. Đây các bạn có thể thấy rất nét. Tôi chưa thấy một hãng xe nào mà lại có camera nét như thế này. Đây các bạn có thể thấy rất tiện và nét. Đây là vệt lốp, đây là hai bên hông xe. Các bạn có thể đánh lái chính xác phía trước và cả phía sau khi lên cầu hoặc đi vào những cung đường hẹp. Khi có vật cản ở phía trước cũng sẽ tự động hiện lên camera để cho các bạn thấy là vật gì đang ở gần xe của mình. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống MBUX thế hệ mới hiện đại nhất. Bạn có thể thấy này, thao tác cực kỳ mượt mà như một chiếc điện thoại của mình. Các hãng xe khác thì có thể bị giật lag, nhưng với Mercedes thì không. Ngoài ra, giao diện màn hình cũng có thể được thay đổi theo tùy ý thích của mình. Đó là thể thao, truyền thống và cấp tiến. Đây, các bạn có thể thấy này, có rất nhiều điểm khác biệt. Đặc biệt là mình có thể sử dụng như thế này, chọn từng phần. Đó. Chúng ta cùng quan sát lên phía trần xe. Chúng ta có thể thấy đây là những cái nút mic. Đó, giúp chúng ta có thể ra lệnh cho xe. Ví dụ như là "Hey Mercedes", các bạn có thấy không ạ? Chúng ta có thể ra lệnh cho xe bằng cách "Fan off".
say them again, please. Fan off. I'm switching off the ventilation. Đó là điều mà nhiệt độ sẽ tắt. Hey Mercedes. How may I help you? Fan on. I'm switching on the ventilation. Đó. Ngoài ra xe được trang bị cửa sổ trời siêu rộng panorama, chúng ta có thể mở hẳn ra được. Đó, còn nếu hôm nào trời nắng, các bạn có thể đóng lại bằng một nút bấm rất đơn giản. Xe cũng được trang bị rèm tránh nắng. Ngoài ra xe được trang bị hệ thống đèn viền 64 màu với 10 kiểu phối màu khác nhau. Rất đẹp. Khách hàng nào cũng thích. 99% khách hàng là thích hệ thống này. Ngoài ra chiều dài cơ sở xe được thiết kế gần 2m9, cho nên là khoang phía sau cũng rất rộng. Các bạn có thể vào trong khám phá cùng với tôi. Tôi cao 1m83, ngồi ở hàng ghế sau, cực kỳ thoải mái. Phải nói là rất rộng, rất thoải mái. Ở phía sau xe được trang bị hệ thống loa, vẫn là loa Boomaster 13 loa. Được xe được ốp gỗ với thành cửa được bọc da và may rất tỉ mỉ. Những nút chỉnh kính hay là mở cửa đều được mạ chrome. Có đèn, khi mà buổi tối thì đèn sẽ sáng lên, giúp cho chúng ta mở cửa ra, người ở bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy được, dễ dàng quan sát. Xe được trang bị cửa gió phía sau, giúp chúng ta ngồi phía sau vẫn thoải mái. Đây là những nút, là những cổng sạc dành cho những người ngồi phía sau. Ghế da được thiết kế với độ nghiêng rất thoải mái khi ngồi. Đây, chúng ta có thể mở gốp ra xem bên trong nó có những cái gì. Đầu tiên là, đầu tiên đó là tấm tre này. Các bạn có thể để một vài cái vật dụng nhẹ nhẹ lên trên này. Khi đóng vào thì nó sẽ tăng thêm phần riêng tư ở phần cốp sau này. Ở hai bên đó là những cái nút gập ghế, bạn có thể chở thêm đồ bằng những nút này để gập ghế lại. Bạn thấy không? Rất phẳng. Cái này có thể tháo ra được để chúng ta chở thêm đồ hoặc là đi picnic, có thể ngủ trên xe. Ở phía dưới cốp, một điểm đặc biệt đối với xe phiên bản mới đó là được trang bị lốp dự phòng. Ngoài ra được trang bị kích, một lọ keo tự vá, một bơm điện cùng với biển báo tam giác và bộ dụng cụ thay thế lốp. Cái này là điểm cộng, điểm hơn so với phiên bản GLC trước đây. Như vậy tôi vừa giới thiệu với các bạn về mẫu xe GLC 300 phiên bản mới. Mẫu xe với rất nhiều tính năng, rất nhiều công nghệ, rất nhiều tiện nghi, với mức giá là 2.499.000.000. Với mức giá này là lời thách thức với tất cả các hãng xe khác, bởi vì với mức giá đó thì hiếm có một mẫu xe nào lại nhiều option đến như thế. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mọi người hãy cùng đến Hazaco 46 Láng Hạ. Tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn, chi tiết hơn về những tính năng an toàn, về những công nghệ nổi bật và về những chính sách khuyến mại, bảo hành dành cho xe.